still worthy. You're all not worthy. Surprise, mother. Vì sao Jane Foster, Captain America hay chị đại Wonder Woman nhà DC mới là định nghĩa đúng đắn cho sự xứng đáng với Mjolnir, chứ không phải là Vision hay Superman? Chẳng phải họ cùng nâng được meo meo hay sao? Vậy búa thần dựa trên cơ sở nào để quyết định người worthy sử dụng mình? Chào mừng anh em đến với quyển thứ 22 của giáo trình Medicine khoa học với chủ đề phân tích gồm nguồn gốc lời nguyền Mjolnir, nguyên lý xác nhận người xứng đáng cầm meo meo, ba loại đối tượng có thể hoặc không thể dùng Mjolnir, và cuối cùng là cách nâng chiếc búa mà không cần trở thành Thor. Mà xin lưu ý, đây là sản phẩm research tài trợ bởi ngân khố từ New Asgard và đỉnh Olympus nên sẽ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành cùng nhau anh chị em gần xa nhé. Bây giờ thì nghiên cứu thôi. Chương 1: Nguồn gốc lời nguyền Mjolnir. Từ thần thoại Bắc Âu đến thế giới Marvel, Mjolnir luôn là thần khí đặc trưng nhất khi nhắc đến Thor, bởi nó giúp thần sấm phát huy tốt hơn, thuận lợi hơn sức mạnh của mình. Cơ mà chuyện meo meo được gán bùa chú xứng đáng chỉ xảy ra trong vũ trụ Marvel mà thôi. Từ ngàn xưa, xưa ơi là xưa, những vị cổ thần tính lóng như kem bem nhau bằng các hành tinh, các ngôi sao, khiến vô số mảnh vỡ rơi rớt khắp nơi, gây nên trận diệt chủng loài khủng long hoặc đáp xuống vùng đất Nidavellir của tộc Dwarves. Họ liền dâng khối Uru lên cho Odin như món quà cảm tạ ơn cứu giúp, rồi Odin lại nhốt God Tempest vào khối vật chất kia và ra lệnh cho hội người lùn rèn nên Mjolnir bằng sức nóng khủng khiếp bên trong một ngôi sao. Lưu ý là rèn bên trong chứ không phải bằng chính ngôi sao đó. Tuy nhiên, meo meo Uru lại khiến Odin ủ rũ vì tặng cho Odin chuyến bad trip đúng nghĩa đen, thậm chí mém phá hủy toàn bộ Asgard. Nho không ăn được là nho xanh, vì quá mệt mỏi cũng như là quá quê, cho nên Odin cấm bất cứ ai nhắc đến vụ này và yểm bùa chú lên Mjolnir. Từ đấy, chỉ những kẻ nào khớp lệnh với dòng chữ sau thì mới có thể cầm meo meo lên mà quẩy. Bất kỳ ai giữ chiếc búa này, nếu người đó xứng đáng, họ sẽ kế thừa quyền năng từ Thor. Sang MCU, búa thần lại được truyền từ Odin sang Hela, và bắt đầu từ đời Thor thì mới có chuyện yểm bùa xứng đáng khiến bao người nhụt chí. Chương 2: Nguyên tắc xác định worthy. Từ chương 1, ta nhận ra Mjolnir có luật riêng quyết định người sử dụng mình. Mặc dù đến hiện tại chưa ai hiểu rõ thế nào là worthy, nhưng mà tất cả trường hợp đều có thể chia thành hai ý nghĩa chính. Một là họ mang đủ phẩm chất phù hợp điều khiển meo meo trong những trường hợp cụ thể, bất kể siêu anh hùng hay phản diện, như chuyện Hela từng cầm búa đi đánh trận vậy. Hai là họ vô tình nằm ngoài điều kiện trên khiến họ được cầm Mjolnir, nhưng thực chất không hề xứng đáng với thần khí. Để anh em dễ mường tượng hai loại trên, hãy cùng phân tích ba đối tượng sau. Đầu tiên là người thực sự xứng đáng với Mjolnir. Những cái tên như Thor Odinson, Jane Foster, Steve Rogers hay Diana chính là định nghĩa đúng đắn cho chữ worthy, bởi phẩm chất và năng lực vốn có của họ được Odin hoặc Mjolnir chấp thuận mà chẳng cần bất kỳ tiểu xảo hay sự búp bẩn nào. Họ hoàn toàn trở thành chủ nhân của chiếc búa một cách hợp tình hợp lý. Bên cạnh đó là người dùng luật rừng với Mjolnir. Những nhân vật như là Vision, Magneto hay thậm chí là thang máy thì vẫn có thể cầm nắm, điều khiển hoặc là vận chuyển meo meo mướt mượt mượt. But if you put the hammer in an elevator, it would still go up. Elevator's not worthy. Bù lại, họ lại có một đặc điểm khác biệt rất to lớn so với team ở trên. Đấy là Vision hay Magneto không hề xứng đáng với meo meo. Vision vốn là một cỗ máy cực kỳ thông minh và được Milestone ban sự sống. Nói thẳng thì anh chàng chỉ có kho cơ sở dữ liệu khổng lồ thay cho một linh hồn, tâm hồn như con người thực thụ, nên Vision không thuộc đối tượng mà búa thần nhắm đến. Thành ra, anh chàng dễ dàng cầm búa lên, dễ dàng vung đập đối thủ, kệ cha nó bùa chú. Và trong suốt lịch sử comics Marvel từng xảy ra nhiều trường hợp tương tự như Awesome Android do Matt Thinker chế tạo hay là dàn robot khổng lồ trong Journey into Mystery số 86 đều giựt búa ngon ơ từ tay Thor. Còn Magneto lại có thể điều khiển điện từ tồn tại xung quanh meo meo rồi di chuyển nó theo ý muốn nhờ vào skill dị nhân của ông. Hoặc thang máy chỉ có tác dụng đưa Mjolnir lên xuống, chứ chẳng phải nhấc bổng nó lên. Như vậy, hai người hay là thang máy đều dịch chuyển Mjolnir được dù không thực sự xứng đáng với nó. Mấy ông hãy để ý xem, họ chưa từng hô sấm gọi sét bằng quyền năng của Thor. Họ chỉ có thể sử dụng meo meo như một chiếc búa nặng tầm 20kg mà thôi. Cuối cùng là người hoàn toàn không xứng đáng với Mjolnir. Như tình huống hồi Age of Ultron, đa số nhân vật đều bó tay trước bé búa vì sự không xứng đáng.
Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ lai lai giữa đối tượng 1 và 2. Cuối sự kiện JLA Avengers kết hợp giữa dàn character Marvel và DC, Thor truyền búa thần qua tay người đàn ông thép để anh giải nguy cho mọi người qua việc vừa vung vẩy meo meo, vừa thi triển cả skill sấm sét cực ngầu. Xem đến đây, có lẽ các ông đang nghĩ Clark Kent xứng đáng, đúng chứ? Sai lầm rồi, chỉ vài phút sau, cường lát lại chẳng thể nào cầm nổi Mjolnir nữa. Nguyên nhân đến từ Odin, ngài chỉ cho phép Superman làm vật chủ dùng Mjolnir kèm sức mạnh của Thor trong tình huống nguy cấp. Hết nhiệm vụ là hết sai búa, trái ngược với trường hợp của Wonder Woman khi cô hoàn toàn xứng đáng. Qua ba loại đối tượng trên, hẳn là các ông đã hiểu rằng Mjolnir rất kén chọn dựa trên câu spell mà Odin đặt ra. Vậy nếu mấy ông muốn nâng búa dù không xứng đáng với meo meo thì sao? Đừng lo, tôi đã có cách. Chương 3. Cách nhấc Mjolnir mà cóc cần xứng đáng. Mặc dù MCU vẫn đưa ra yếu tố huyền ảo, ma mị, bùa chú vào nhiều bộ phim, nhưng mà mấy thứ phép thuật đó đều là khoa học. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. Những điều Thor nói với Jane đều khớp với tư tưởng, hệ thống mà Marvel xây dựng cho cả Doctor Strange. Như tôi từng chia sẻ trong clip, sức mạnh của Doctor Strange có thật. Ông lớn này đã và đang hợp nhất, hòa quyện ma thuật và khoa học lại với nhau. Suy ra, mọi kỹ năng mà ta gọi là phép thuật thực chất là những trình độ khoa học vượt tầm hiểu biết của con người. Chúng ta chỉ chưa thể tiếp cận và giải mã nó thôi. Ngay cả Mjolnir cũng vậy. Xét theo góc nhìn đó, búa thần là một loại vật chất làm từ Uru, nên bản thân nó vẫn được cấu tạo từ hệ thống nguyên tử, phân tử và vẫn chịu tác động từ nhiều lực. Khi Mjolnir tồn tại ở nơi có lực hấp dẫn như trái đất hay Asgard, bé búa sẽ mang trong mình hai đại lượng gồm mass, khối lượng và weight, trọng lượng. Mass nói về chỉ số lượng vật chất tạo nên vật thể, còn weight là lực mà lực hấp dẫn tác động lên thứ đó. Mà trọng lượng được tính bằng công thức khối lượng nhân với trọng trường G cố định, nên chỉ cần M thay đổi thì W thay đổi, dẫn đến việc lực hấp dẫn hút dính giữa meo meo và bề mặt bên dưới nó càng lớn hơn. Muốn làm được điều đấy, ta cần graviton vào cuộc. Theo lý thuyết thì graviton là hạt trung gian cơ bản cho lực hấp dẫn tương tác lên chiếc búa và đóng vai trò thay đổi khối lượng lẫn trọng lượng của nó. Hãy tưởng tượng vậy nha. Lúc Thor, người hoàn toàn xứng đáng, chạm đến Mjolnir thì quân đoàn graviton nằm trong bé búa sẽ an phận thủ thường, không làm tăng bất kỳ chỉ số nào, đồng nghĩa là Thor dễ dàng nâng và dùng Mjolnir. Nhưng nếu Iron Man rờ tới, số lượng graviton lại sinh con đẻ cái theo cấp số nhân liên tục, làm triệt tiêu toàn bộ lực nhấc lên mà Tony bỏ ra. Càng cố nâng thì meo meo lại càng nặng và gắn chặt với bề mặt bên dưới hơn. Chỉ đến khi Tony buông tay thì búa mới trở về con số 20kg gốc. Chính nhà văn Marvel Mark Waid cùng giáo sư vật lý Đại học Minnesota James Kakalios từng xác nhận sự tham gia của graviton. Trong quyển Vật lý siêu anh hùng hay cuốn The Indestructible Hulk số 8, họ giải thích rằng lực lượng graviton sẽ biến thiên, aka thay đổi không giới hạn nhằm từ chối kẻ không xứng đáng. Nếu tôi không hề worthy thì khi cố gắng nhấc búa lên, meo meo sẽ sinh sản thêm graviton và tạo ra đủ lực đối nghịch với tôi và khiến búa nằm im thin thít. Điều này cũng ám chỉ rằng Mjolnir không hề quá nặng. Marvel còn ghi rõ ràng nó chỉ nặng gần 20kg thôi mà. Thế có cách nào để ta lách luật cầm búa lên không? Câu trả lời chính là cảm ứng. Người sát từng nói: "The handle's imprint, right? Like a security code. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation." Anh ấy nói đúng một phần đấy, bởi Mjolnir là thần khí chứa đầy quyền năng, nên bản thân nó sở hữu một cơ chế nhận diện kẻ xứng đáng. Meo meo sẽ quét cấu hình sinh học từ đối phương, tương tự việc bảo mật bằng vân tay hay mống mắt, nhưng là ở một level thần thánh hơn như phân tích sóng não, mã gen hay ý thức. Sau đó, nếu người kia phù hợp thì búa sẽ mở khóa cho họ, không thì có cái nịt. Cơ chế này từng được nhiều kỹ sư áp dụng và tạo nên Mjolnir Phake gồm bộ phận nam châm cực mạnh chỉ được mở khóa bằng dấu vân tay của họ. Họ sẽ để búa lên mặt phẳng bằng kim loại và khóa nó lại, khiến hai phần dính cực kỳ chặt với nhau. Chỉ khi có dấu vân tay của người kỹ sư đó thì hệ thống mới thả cửa và bạn nhấc búa lên được. Thành ra, nếu các ông xây dựng được công nghệ nhân bản hoặc là copy 100% cơ thể, ý thức của một người xứng đáng, các ông sẽ nhấc được Mjolnir đi quẩy khắp nơi. Nếu chế tạo được thì hãy bình luận chia sẻ với tôi nhé. Tổng kết lại nào, Mjolnir quyết định chủ nhân bằng sự xứng đáng dựa trên lời nguyền của Odin. Nhưng tính theo khoa học thì meo meo quyết định bằng yếu tố cảm ứng hạt graviton. Nếu một người cầm búa và được xác nhận là worthy thì Mjolnir sẽ giữ nguyên trạng thái 20kg, do đó họ sẽ dễ dàng nhấc búa lên.
Nếu bị xác nhận là không xứng đáng, Mèo Mèo sẽ gia tăng các chỉ số, triệt tiêu hoàn toàn lực nhấc búa của họ. Ngoài ra, việc cầm được Mjolnir chưa chắc đồng nghĩa 100% rằng bạn thực sự xứng đáng đâu. Mà biết đâu nó chỉ là sự cho phép tạm thời từ phía Odin và Mèo Mèo, chứ chẳng do năng lực bản thân đâu. Cuối cùng, nếu muốn nâng búa thần, anh em cần hệ thống cảm ứng phù hợp để Mjolnir không tăng lượng Graviton lên. Còn mấy ông nghĩ sao về chủ đề này? Hãy bình luận cho tôi biết ý kiến với nhé! Đồng thời nhớ like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh ủng hộ tôi động lực to lớn ra nhiều video chất lượng hơn phục vụ anh em nhé! Hẹn sớm gặp lại! Bye bye!